Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đó, phôi có, tàn có, nhị ngọc toàn có luôn. Đây, chào anh. Em Minh, mến chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em lại lên có hai cái phôi, hai cái cây nhị ngọc toàn không chị? Hai cái nhị ngọc toàn với mười mấy cây phôi, với mười mấy cây tàn ở dưới anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình đón xem từ đầu tới cuối clip ha cô chú anh chị. Ân mã số nào thì cứ cái việc alo em cô chú anh chị mình đây. Rồi bắt đầu em sẽ tiến hành vào cái số 1 của chúng chị. Cái số 1 của em là hàng nhị ngọc toàn của chúng chị ha. Đây, nhị ngọc toàn. Thì cây này ghép cũng đã được một mùa của chúng chị. Cái chiều cao của em nó thì nó không cao lắm của chúng chị. Chiều cao em nó là nó tầm chừng 42 thôi. Tại cái này chưa có đỉnh ha. Cái này nó lên mình lấy cái đỉnh lại nó cũng khá đẹp của chúng chị ha. Đây, này mình lấy cái đỉnh lên là ok rồi ha. Bẻ nhánh này lại đây đây có cần lấy đỉnh đây ha. Cái tán ngang mà hiện thời của em nó là 90 của chúng chị. Tán ngang hiện thời của em nó là 90 ha. Cái quanh em nói thì em chưa có đo nha. Quanh phôi nó nè, quanh gốc nó nè. Đó, quanh gốc này cũng được. Nó nằm ở trong cái chậu khá sâu dưới ha. Cái bầu ươm ha. Thì nó là 18 quanh của chúng chị. Rồi, 18 quanh ha. Cái này thì khá đẹp luôn. Tại vì em chưa có vô chậu thì cái giá nó hơi nới ăn chút xíu ha. Em để về em ship cho chúng chị luôn, về của chúng chị thay chậu ha. Đó, như cái này mã số 1 này em giao luôn cho chúng chị mình giá chỉ có 600 ngàn thôi. Đó, còn nói gì bo của chúng chị mình cứ yên tâm gì bo, còn nút nụ luôn chị. Đây, nút nụ đây nè. Nút nụ đó là đấy nè, mỗi một cái lá là một nụ ha. Mỗi nách là nụ nè. Nụ của chúng chị ha. Nách nụ hết luôn. Rồi, tha hồ mình ghép đây quý vị bo thì quá nhiều luôn ha. Này vì nếu mà cắt ghép thì tới mình chơi vô tư luôn chúng chị. Giá nhiều nhắc lại giùm em cái. Cái mã số 1 này em giao lưu với chúng chị mình giá là 600 ha. Rồi, bao ship của chúng chị mình mọi người Tây Quốc luôn. Tại vì cái này thì em đóng thùng đi ha. Rồi em xuống cái số 1. Rồi, đây số 2 luôn. Hai cũng nhị ngọc toàn luôn ha. Cái số 2 cũng là nhị ngọc toàn luôn. Cái này gốc lớn mà bo nó thì ghép một lượt thôi. Ghép lượt cái này nó chưa có đặt bo lắm ha. Cái chiều cao em nó thì 80 của anh chị. Cái em đo hoành trước ha. Cái hoành em nó là 26 27 yếu mình tính 26 ha. Cái tán ngang em nó thì mình tính là 78 đây của anh chị. Rồi, này coi mình lấy cái đỉnh này ha. Cái đỉnh này. Cái này nó ra một mùa sau là nó chín cây hết của anh chị mình đây. Mình ghép nó thưa thưa vậy nó đẹp hơn. Vì cái gì lấy bo cái gì cắt đôn cái mốt nó nhảy ra cái đặt lại ha. Đó gì đó có chút gì. Đế nè. Đế cái này nó nằm sâu dưới nha, cái này đế đẹp không à. Cái này mà hàng mai đế em đem về em để em ghép mà. Rồi mã số 2 nhị ngọc toàn. Cũng là nhị ngọc toàn. Rồi cái này em giao lưu cho chúng chị mình giá là 900 thôi cho chúng chị. Em cũng bao ship mình tới chỗ luôn ha. Rồi, xuống kêu luôn. Về giá ghép. Rất là mềm mại luôn. Cho chúng chị mình đón xem ha. Giờ lấy bo ghép cái gì ạ? Rồi, tiếp tục ha. Em tiếp tục là cái hàng phôi của chúng chị. Hàng phôi của em thì hoành này em đã đo sẵn rồi, em chỉ đo chiều cao thôi. Cái chiều cao nó là 68 của chị. Rồi. 68 ha. Cái mã số 3, cái này 13 hoành của chúng chị. Một cặp. Một cặp thú nó lai vậy ha. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Rồi cặp số 2 này số 3 nha luôn, chúng tôi dùng giá là 250 của chúng chị. Rồi, 250. Cái này chi cành nó cũng khá đẹp luôn nha chúng chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục lên mã số 3 của anh chị mình nè. Số 3 là 3 cây ha. Số 4. Số 4 chứ. Lộn hoài. 4, 3 cây. Số 4, 3 cây nha chúng chị. Cái chiều cao nó là 50 nha. Cái hoành em nó là 12 của chúng chị. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, giá nhiêu đây? Nhiêu anh? Em thấy giá luôn. Cái này em giao lưu cho chú thì mình giá là 250 của chú chị. Rồi, 250, 3 cây luôn. 3 cây ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục lên mã số 5. Số 5. 3 cây ha. Mà là 3 cây của chú chị luôn. Cái chiều cao em nói là 80. Cái hoành eo nó là 13 hoành của chú anh chị. 3 cây luôn ha. Đế nó thì cũng khá đẹp của chú anh chị. Ở đế hả quý vị? Đấy đặt hết trơn ha. Đặt hết luôn. 3 cây này em cho luôn với cô chú anh chị giá là 280 ngàn. Rồi 28 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi số tiếp theo số 6. Số 1 6 cây. 1 cây của chú anh chị. Một cây này thì cái chiều cao nó là 80 của anh chị. Cái quành em nó là 14 ha. Chỉ cần vậy là có chút anh chị mình đây.
đây nó cũng khá là quái luôn. Ở đây là quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đen? Rồi cái mã số số 6. Em giao luôn với cô chú thì mình giá là 170 ngàn ha. Đó, 170. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số số 7, em giao luôn. Số 7. Cái chiều cao em nó là 1 mét quý vị. Là cây cao nhất của chú chị ha. Một cái thấp thì nó tầm 68. Một cặp này là hoành nó 12 hoành rồi chú anh chị mình ơi. Có một cái em này nó giống như con thú lắm nha chú chị. Con thú sống giò là rất đẹp ha. Đó, cặp này em cho lưu cô chú tìm giá là 220 ngàn nha. Một cặp ha. Rồi, xuống cây luôn. Cũng bao ship mình tới chỗ luôn chú chị mình ơi. Rồi, lên cặp số 8. Số 8 là một cặp nha. Rồi, cái này là chiều cao nó là 40 của chú anh chị. Cái này cặp này 3 nha chú anh chị. Cái này 12 hoành ha. Cặp này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 200 ngàn nha chú anh chị. Rồi, 200. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số tiếp theo là một cây của chú chị. Mã số 9. Cái này nó lớn nha. Cái này thì chiều cao nó lặn mắt 2 luôn với chú chị. Hoành em nó là 17 hoành ha. 17 hoành làm đo tuốt trên nha. Còn nếu mà dưới là nó hâm mấy luôn á. Đế xe đều ha. Đế đều hết luôn. Đó, vậy đó. Đế thì quá đẹp. Bẻ cổ này cũng khá đẹp luôn, thì cành cũng khá đẹp luôn. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Rồi, mã số 9 này em giao luôn cho mình giá là 250 nha. Rồi, 250. Rồi, cặp số 10. Chiều cao nó là 80 của anh chị. Đứng ngoài nắng quá. Kéo vô xíu đi. À, nắng nó chá ngược cái màn hình luôn. Cái này 12 hoành nha quý chú anh chị. Cặp này hơi quá nha. Cặp mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị giá là 220 ngàn ha. Còn bao ship mình tới nơi hết cô chú anh chị mình đây. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây nha. Để em dời màn hình vô chút xíu. Vô để nó chá ngược màn hình nè. Rồi, vẫn còn chá ha. Thấy không? Không sao đâu. Quý vị thấy có cái màn, có cái cọng tia nắng dội. Cái này là chiều cao là 70 cô chú anh chị. Cái này mình cắt ngắn cũng đẹp cho mình ha. Cái này 13 hoành nữa chứ. Rồi, xương cành của gì? Cái này thì nó cái da con cây này nó hơi bị tróc da miếng nha. Tróc da lưng. Nó liền ha. Cái đó muốn liền hết của chú cho mình anh chị mình ơi. Cặp này 13 hoành. Cặp máy số 11 này em giao lưu cho chú cho anh chị giá là 200 ngàn ha. Rồi, 200. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 12 của anh chị. Cái chiều cao nó là 70 ha. Cái hoành này em nó là 16 hoành của chú anh chị. Sáu hoành ngồi đấy cũng khá đẹp ha. Rồi, xuống đây của chị. Đây cũng đặc quá nè. Đây đặc luôn. Cặp mã số 12 này em giao cho chú anh chị giá là 280 ngàn của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Cặp 208 để đẹp luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo, mã số 13 là một cây của chú anh chị. Cái chiều cao nó là 88 ha. Cái hoành em nó 14 của chú anh chị. Cái này bộ đế khá đẹp không? Chi cành cũng đều luôn của chú anh chị. Để ha. Đây nôm nè. Đây nôm xấu luôn, mà bộ đế quái luôn. Dáng cũng khá đẹp luôn ha. Rồi, cho luôn cái này em giao lưu của chú anh giùm giá là 220 ngàn đó chú anh chị. Xuống cây luôn, 220. Rồi, mã số 14. Một cặp ha. Một cặp luôn. Cái chiều cao nó là 60 của chú anh chị. Nó có cặp nó bị tép. Cặp này tép mình bó lại đi. Bó giữ nó lại ha. Rồi bó keo lại. Rồi, để rồi quý vị. Rồi, mã số 14 của chú anh chị.
Cây này nãy em không thấy cành là tét ha. Em kêu giá là 220 mà cô chú thì mình chốt cặp này thì em để 200. Giá gì 22 đàng hoàng như gì nè. Dính băng keo. Đó, để giá 200 ha. Rồi. Số 14 nha cô chú chị. Bó băng keo lại lại không sao ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 15 chiều cao đó là 70 quý anh chị. 3 cây ha. Xương cành ha. Nhóc luôn. Cũng ok luôn. Đây còn quay quái ha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Mã số 15, em giao lưu cho chú nhìn 3 cây, giá 250.000 ha. 3 cây 250.000 rồi, xuống cây luôn. Thì tất cả các cây báo giá trên clip đã bao ship rồi nha quý vị. À, chở tới nhà quý vị với giá này đó ha. Rồi chiều cao nó là 57. 2 cây, hoành eo nó là 14 đó chú chị. Mã số 16 2 cây. Mã số 16. À, tay cành nè. Đó, cũng khá quá ha. Dán lắc để đây. Đó, đây cũng nhìn cũng viên viên. Có cái bộ trường ha. Để cái bộ trường giống giống. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã số 16 em giao lưu của chú anh chị mình giá là 270.000 đó cho anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là một cặp luôn. Mã số này là 17 phải không anh? 17. 17 chiều cao em nó là 70 cũng chị, hoành 13. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã số 17 em giao lưu cho chú anh mình giá là 220.000 của chú chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục 18 luôn. Tên tàn luôn. Rồi, tới tàn có gì đó anh chị. À, chiều cao của em nó là 1m6 anh chị. Tán ngang nó 1m3 ha. Rồi, quý vị ngắm cái tàn ở đây ha. Cái hoành em nó là 17 hoành của chú chị. 17 hoành đế khá đẹp luôn, chi cành cũng khá đẹp luôn ha. Thật thân cũng thấp ha. Khá rộng luôn. Đế thì trải đều hết luôn. Đây, đây đây. 17 hoành. Cái mã số 18 này em cho chú anh giùm giá là 350.000 ha. Đó, cây về có giá 350 mà ship tới nhà ha. 350.000. Rồi, xuống cây luôn. Dạ yêu thương luôn ha. Rồi lên 19 luôn à quý vị. Số 19. Chiều cao nó 1m quý vị. Tán ngang nó là 50 ha. Cái này cũng 17 hoành luôn quý vị. Cái này form dạng như lùng lực ha. Chỉ cần đều, đế đẹp. Cái này thì em giao lưu với anh định giá là 270.000 ha. Có 28 chứ, 280.000. Có gì, có 28 đàng hoàng nha, đó. Rồi để đây. Cái này nó có hai chân luôn, hai chân đẹp lắm nha. Nó hai chân đẹp lắm nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn rồi quý vị. Số tiếp theo là mã số 20 của chú anh chị. Rồi, số 20. 20 chiều cao nó là 1m3 của chú anh chị. Tán ngang nó 90 ha. Nó hoành eo nó là 19 hoành của chú anh chị. Chỉ cần cái này khỏi bàn luôn. Nó quá đẹp rồi ha. Dễ cũng khá đẹp luôn. Cái dạng như nó nằm dáng nằm cũng giống như thú của chú anh chị. Nằm thú cũng đẹp ha. Mấy cái gọng đế nào dư gì của chú anh chị mình tỉa ra nó ra thú liền chứ gì đâu. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Cây này mã số 20, 19 hoành em giao lưu của chú anh chị giá là 400 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 21 luôn. Khá cao. Cái này chiều cao chắc 1m7 của chú chị. Sáng ngang nó thì tầm chừng 90 ha. À, chỉ cần thì đều hết của chú chị mình dịp nuôi lại rồi dàn chi ra cái là bít cây liền. Hoành nó nhiêu anh? Cái này hoành này em nói là 17 hoành của chú chị ơi. Rồi 17 hoành. Để em giữ quá ha. Ừ, để quá để luôn. Để xè bít hết trơn nè. Cái này em giao lưu của chú nhìn giá là 350.000 ha. Rồi 350. Mã số 21.
Đó, lên 22 luôn. Số 22. Số 22, chiều cao nó 1,5 m đó chú chị. Đáng ngang nói thì chắc cỡ hơn 1 m ha. Rồi. Cái này là 20 hoành của chú chị. Tại cạnh đều ha. Cái này của chú chị nhận cây gì cũng tầng lễ sau là sẽ được hết. Rồi, để đây rồi quý vị. Cái này 20 hoành của chú chị. Cái này em giao lưu của chú chị giá là 400 ha. Để đều còn bự luôn ha. 400 quý vị. Chở tới nhà quý vị luôn như quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 23. Rồi. Số 23 này chiều cao nó 1,5 m của chú chị. Nó ngang nó cỡ 60 ha. 20 hoành của chú chị mình anh chị mình nói. 20 hoành đấy khá đẹp luôn. Mà chỉ cần nó thì em cắt cục ha. Chị nuôi lại. Cái này thì em giao lưu với chú chị giá chỉ có 300 ngàn thôi. Tứ phía hàng đủ ha, bốn mặt có đủ hết trơn. Rất đẹp, có viên. Giá tia bự tổ luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số tiếp theo là mã số 24. 24 chiều cao nó 1,7 của chú chị. Tăng ngang 1 m ha. Hoành này 17 hoành của chú chị mình đây. Hoành 17. Cái này giá cũng rẻ nè của chú chị. Cái này thì em cũng giao lưu với chú chị giá chỉ có 300 thôi. 300 ngàn sau cây mai cũng khá đẹp. Thế thì nó giá tia giống như cây vừa rồi của chú chị. Chú chị chốt một cặp này về chơi là một cặp luôn, rất đẹp luôn ha. Tâm cao luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn nha quý vị. Tiếp theo là mã số 25 nha quý vị. Số 25 này chiều cao em nó 1,2 m ha. Tá ngang nó 90. Cái hoành của nó là 19 của chú chị. Rồi, 19 hoành. Xương cành đây. Xương cành tá ngang 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 luôn ha. Đế thì quá nhiều đế luôn. Quá nhiều đế cho chú chị ha. Dịu gì có thể là sắp đế sửa nó lại ha, nó cho nó bớt rối ha, sửa mấy cọng này nè. Ok liền ha. Cái này em giao lưu với chú giá là 400 của chú chị. Về sắp qua là bỏ công sắp xíu nó cây đẹp liền. 400 mã số 25. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 26 chị. Cái này 26. Đâu? Được. Cái này đó hả? Cái chiều cao em nó là chắc cỡ 1,6 m, 1,7 m luôn chú chị. Tá ngang nó chắc 1,1 m ha. Cái này hoành 18 hoành. Cái này mình cắt phôi cũng đẹp luôn. Cái này bộ đế quá cũng bộ đế luôn. Cái đặt bầu luôn chú chị. Đặt luôn ha. Mà trái đều nó có duyên cực kỳ luôn nha. Đó, như cái này em giao lưu của chú nhìn nha. Anh chị mình giá là 350 ngàn ha. 350. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây. 27 của chú chị. Mã số 27. Mã số 27 ha. Chỉ cần tá ngang khá đẹp luôn rồi chú chị. Cái này chiều cao chắc ở 1,5 m của chú chơi mình ha, 1,5 m đó. Rồi. Rồi, xương cành của gì? Cành này hoành của nó là 18 hoành của chú chơi anh chị. 18 hoành chỉ cần khá đẹp luôn ha. Cái này thì em giao lưu của chú nhìn anh chị mình giá là 400 ha. Để cái của gì vậy? Rồi, xe tiếp đế luôn. Đó, để đều ở trên ha. Bên nào cũng có, cũng kính đế nè. Kính đế luôn chú chơi, đế rất đẹp ha. Nhiêu anh? Giá 400. 400 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 28 của chú chị. 28. 28 chiều cao này 1,6 m của chú chị. Tá ngang nó 1 m ha. Chỉ cần rải đều. Cái này hoành 20 hoành của chú chị. 20 hoành cái này chỉ cần nó thì nó rải đều. Nhưng mà có cái là bộ đế khá đẹp luôn. Đế giống như rải dẹt của chú chị mình đây. Ồ, rải đứt, rải dẹt đó. Ồ. À. Cấu xuống hết ha. Còn bự luôn ha. Còn bự mà hoành cũng khá lớn luôn, 20 hoành luôn. Giá luôn nhiêu anh? Cái này em giao lưu của chú anh dùm giá là 370 ngàn. Rồi, giá nhỏ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Quanh. Cái này chiều cao nó là 1,6 m của chú chị. Số 29. Đã nghe nó thì chắc cỡ 1 m ha. Số 29. Hoành là 23 hoành. Cái này thì em giao lưu của chú anh dùm giá là 500 ha. Cái này khá đẹp của chú chị. Rồi, 23 cây rồi. Rồi, để đây.
Để này khỏi bàn rồi cho anh chị mình đây. Để quá bự mà cái phần nó lớn lắm cho anh chị. 23 quả không ạ? Giá nhiêu anh? Giá 500. 500 hả? Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục mã số 2 30 của anh chị. Rồi, mã số 30. 30 bộ đấy nó giữ nó mình chỉ cầm đẹp nha. Cái này 20 quành của anh chị, chiều cao nó là 1,5 m ha. Nó ngang nó 1 m. Đó, chỉ cần của chú nhìn mình cần. Mà cái bộ đấy nó là khủng luôn của chú anh chị. Thấy rất đẹp luôn. Thấy bộ đấy em quay rất là chậm luôn cho chú anh chị xem bộ đấy cho nó kỹ ha. Rất đẹp cho chú anh chị. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị giá 500 nha chú anh chị. Giá 500 ngàn ha. Đó, anh chị thấy một cái này rất là đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 30. Rồi, tiếp tục lên 31 luôn à quý vị. Mã số 31. Thì hôm nay em lên 32 mã của chú anh chị. Cái này chiều cao nó 1,5 m của chú anh chị. Rồi chắc ngang nói chắc ở 90 ha. Mét rưỡi chắc không tới quá. Tính mét 4 cũng mà mét 3. Mét 3 trở lại. Mét 3 ha. Hơi hơi thấp. Mét 3. Tăng ngang nó 90 cho chú anh chị. Quanh 17 quanh. Đấy khá đẹp. Đây, thì em giao lưu với cô chú giùm giá chỉ 300 ngàn thôi. Sai giá rất đẹp của chú anh chị. Sai giá rộng nó đi ha. Chưa đâu, chưa giờ chưa đọc bán được đâu anh ơi. Giờ hôm nay mới tăng lương bút đầu. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là 32 luôn rồi quý vị. 32 là cái cuối cùng của clip của chú chị. Của clip hôm nay là. Clip thì hôm nay cái clip rất đẹp luôn. Cái dáng trực nó khá đẹp mà chỉ cần nó quá đẹp thôi chú chị. Cái này thì chiều cao nó chắc 1,4 m của chú chị. Tăng ngang nó chắc 1,1 m quá ha, 1,2 m luôn. Xương cành của chị ngắm nghe ha. Cái hoành em nó là 18 hoành của chú chị. Mặt bầu nó khá lớn luôn nha. Mà đế cũng khá là đẹp luôn. Rồi, để em nó đây. Cái này ok đó chú anh chị, em quay chậm chậm nữa chú anh chị mình thấy cái bộ đấy nó đều hết ha. Cái này thì em giao lưu với chú anh chị giá là 400 ha. 400. Cũng là cây số 32 cây cuối clip ha. Rồi. Cuối clip thì em cũng rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ tiếp tục bên vườn mai của em ha. Thì cây của chú anh chị mình cứ xem hết clip ưng mã số nào thì cứ alo em ha. Làm ship cây tới nhà của chú anh chị mình ha. Rồi em hẹn cô chú anh chị mình clip sau nha.